Kinh Hành Nguyện Phổ Hiền. Pháp sư Tâm Tạng Bát Nhã dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn. Cư sĩ Hành Cơ dịch từ Hán Văn ra Việt Văn. Giới thiệu và chú thích. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền sau khi khen ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai, bèn nói với chư vị Bồ Tát và Thiện Tài rằng: Này Thiện Nam Tử, công đức của Đức Như Lai, giả sử tất cả các Đức Phật ở mười phương trải qua số kiếp nhiều như phi trần, ở các cõi Phật nhiều không thể nói hết, diện nói không ngừng về công đức ấy, cũng không thể nào nói hết được. Nếu muốn thành tựu được công đức ấy, cần phải tu tập 10 hành nguyện rộng lớn. 10 hành nguyện ấy là gì? Một là kính lễ chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là cúng dường rộng khắp, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh Phật thuyết pháp, bảy là thỉnh Phật thường trụ ở đời, tám là tinh tấn tu học theo Phật, chín là hằng thuận chúng sinh, 10 là hồi hướng đến khắp tất cả. Thiện Tài thưa rằng: Bạch Đại Thánh, từ hành nguyện kính lễ cho đến hành nguyện hồi hướng, ý nghĩa thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền bảo Thiện Tài rằng: Này Thiện Nam Tử, hành nguyện kính lễ chư Phật có nghĩa như thế này. Đối với chư Phật Thế Tôn nhiều như phi trần trong tất cả cõi Phật ở khắp mười phương ba đời, tận cùng hư không pháp giới, tôi nhờ vào sức hành nguyện Phổ Hiền tin hiểu sâu xa, thế chư Phật như đều đang ở trước mắt. Tôi sẽ đem ba nghiệp thân miệng ý hoàn toàn thanh tịnh, thường cung kính lễ bái. Nơi chỗ ở của mỗi Đức Phật đều hóa hiện vô số quả Phật không thể nói hết. Trong đó lại hóa hiện số thân tôi nhiều như vi trần. Mỗi thân đó tôi đều kính lễ khắp các Đức Phật nhiều như vi trần trong khắp các quả Phật không thể nói hết. Khi nào cõi hư không hết, thì hành kính lễ của tôi mới chấm dứt. Nhưng vì cõi hư không không bao giờ hết, nên sự kính lễ của tôi cũng không bao giờ chấm dứt. Cũng như vậy, cho đến khi nào cõi chúng sinh hết, nghiệp của chúng sinh hết, phiền não của chúng sinh hết, thì hành kính lễ của tôi mới chấm dứt. Nhưng cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh và phiền não của chúng sinh không bao giờ hết, cho nên hành kính lễ của tôi cũng không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nối nhau, không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì Nam Tử, hành nguyện khen ngợi Như Lai có nghĩa như thế này. Trong mỗi một phi trận ở tất cả quốc độ trong khắp mười phương ba đời, tận cùng hư không pháp giới, đều có vô số chư Phật nhiều như phi trận trong tất cả thế gian. Nơi chỗ ở của mỗi Đức Phật đều có vô số Bồ Tát tụ hội vây quanh. Tôi sẽ đem hết những kiến giải sâu xa hiện có. Trước mỗi vị tôi đều dùng cái lưỡi vi diệu hơn cả thiên nữ biện tài. Mỗi cái lưỡi đều phát ra biển âm thanh vô tận. Mỗi âm thanh lại phát ra tất cả biển ngôn từ để xưng dương tán thán tất cả biển công đức của Đức Như Lai, trùm khắp tận cùng pháp giới, nối tiếp mãi cho đến tận cùng đời vị lai, không bao giờ gián đoạn. Cứ như thế, cho đến khi nào cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì hành khen ngợi của tôi mới chấm dứt. Nhưng vì cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh và phiền não chúng sinh không bao giờ hết, cho nên hành khen ngợi của tôi cũng không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân nguyện ý không nhàm chán mệt mỏi. Lời nữa này thì Nam, hành nguyện cúng dường rộng khắp có nghĩa như thế này. Trong tất cả các cõi Phật ở khắp mười phương ba đời cùng tận hư không pháp giới, có bao nhiêu số vi trần cực nhỏ, trong mỗi vi trần đó lại có chư Phật nhiều như số vi trần trong tất cả thế giới. Nơi chỗ ở của mỗi Đức Phật đều có vô số Bồ Tát tụ hội vây quanh. Tôi nhờ vào sức hành nguyện Phổ Hiền phát khởi lòng tin hiểu sâu xa, thế chư Phật như hiện đang trước mặt, đem hết những phẩm vật cúng dường thượng diệu để cúng dường chư Phật. Các phẩm vật như mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lọng cõi trời, mây y phục cõi trời, các đám mây trên đây đều lớn như núi Tu Di, là có nhiều loại hương thơm cõi trời như hương xoa, hương đốt. Hương bột là thắp nhiều thứ đèn như đèn mỡ, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm. Mỗi thêm đèn đều lớn như núi Tu Di, dầu trong mỗi cây đèn đều nhiều như nước trong biển lớn. Tôi thường đem các phẩm vật như trên được cúng dường. Này Thiện Nam Tử, trong các thứ cúng dường thì cúng dường pháp là hơn hết. Như nói việc tu hành là cúng dường, làm lợi ích cho chúng sinh là cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh là cúng dường, chữa đau khổ thay cho chúng sinh là cúng dường, xuyên tu dưỡng căn lành là cúng dường, không bỏ sự nghiệp Bồ Tát là cúng dường, không xa rời tâm Bồ Đề là cúng dường,
Này thiện nam tử, nếu đem vô lượng công đức của sự cúng dường trên kia mà so sánh với chỉ một niệm công đức của sự cúng dường pháp này, thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, một phần trăm ngàn câu chi na cho tha, một phần kala, một phần toán, một phần số, một phần dụ, cũng không bằng một phần Upanishada. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai rất tôn trọng chánh pháp. Nếu y theo giáo pháp mà tu hành thì sẽ sinh ra các đức Phật. Nếu chư Bồ Tát thực hành các cách cúng dường pháp thì sẽ thành tựu được công đức cúng dường Như Lai. Tu hành như thế mới thật là cúng dường chân chánh. Và đó cũng là thứ cúng dường rộng lớn và thù thắng hơn hết. Khi nào cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì hành cúng dường của tôi mới chấm dứt. Nhưng cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh và phiền não chúng sinh không bao giờ hết, cho nên hành cúng dường của tôi cũng không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì nam tử, hành nguyện sau mỗi nghiệp chướng có nghĩa như thế này. Bồ Tát tự nghĩ, tôi từ vô thủy kiếp trong quá khứ do tham sân si nên thân miệng ý đã tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác này mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng không thể chứa hết được. Hôm nay đối trước tất cả chư Phật và chúng Bồ Tát ở các cõi nước nhiều như phi trần trong khắp pháp giới, tôi xin đem ba nghiệp thanh tịnh thành tâm sám hối, sau này thì không tái phạm mà luôn luôn an trụ trong công đức của giới pháp thanh tịnh sám hối như thế. Khi nào cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì hành sám hối của tôi mới chấm dứt. Nhưng cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh và phiền não chúng sinh không bao giờ hết, cho nên hành sám hối của tôi cũng không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì nam tử, hành nguyện tuệ công đức có nghĩa như thế này. Chư Phật Như Lai nhiều như vi trần cho tất cả các cõi Phật ở các mười phương ba đời, tận cùng hư không pháp giới. Từ khi mới phát tâm vì muốn thành tựu nhất thiết trí mà các ngài chuyên cần tu phước, chẳng tiếc thân mạng trải qua số kiếp như vi trần ở các cõi Phật nhiều không thể nói hết. Trong mỗi kiếp ấy các ngài đều thí xả đầu mắt tay chân như số vi trần ở các cõi Phật nhiều không thể nói hết. Cứ như thế các ngài chịu cực khổ để làm tất cả những việc khó làm, viên mãn mọi pháp môn giải thoát, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, cho đến khi nhập Niết Bàn và phân chia xá lợi. Tất cả căn lành ấy của chư Phật tôi đều xin tùy hỷ. Chẳng những thế, đối với tất cả chúng sinh trong bốn loài sáu nẻo ở khắp cả mười phương thế giới, nếu họ có công đức dù chỉ nhỏ như hạt bụi, tôi cũng đều tùy hỷ. Tất cả các bậc hữu học và vô học trong hàng thanh văn Phật Bích Chi có bao nhiêu công đức, tôi đều xin tùy hỷ. Tất cả chư vị Bồ Tát tu hành siêng năng khó nhọc, từng làm vô lượng việc khó làm, quyết chí cầu đạo Bồ Đề vô thượng, tích tụ công đức rộng lớn, tôi đều xin tùy hỷ. Cứ tùy hỷ như thế đó, dù có hư không hết, có chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, nhưng hành tùy hỷ của tôi vẫn không chấm dứt. Niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì nam tử, hành nguyện thỉnh Phật thuyết pháp có nghĩa như thế này. Trong số vi trần ở tất cả các cõi Phật khắp mười phương ba đời, tận cùng hư không pháp giới, mỗi vi trần đều có các cõi Phật rộng lớn nhiều không thể nói hết. Trong mọi cõi Phật đó, mỗi niệm đều có chư Phật thành đẳng chánh giác, nhiều như số vi trần ở các cõi Phật không thể nói hết, và chúng Bồ Tát đông như biển nhóm họp vây quanh. Đối trước chư Phật nhiều như thế, tôi xin đem ba nghiệp thân miệng ý, dùng mọi phương tiện ân cần thỉnh cầu cho Phật tuyên thuyết chánh pháp nhiệm màu. Cứ thỉnh cầu như thế đó, dù còn hư không hết, còn chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, nhân hành thỉnh cầu của tất cả chư Phật thuyết pháp của tôi không bao giờ chấm dứt, niệm niệm đối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì thanh tử, hành nguyện tới Phật thường trụ ở đời có nghĩa như thế này. Có bao nhiêu chư Phật Như Lai, nhiều như số vi trần trong tất cả cõi Phật ở mười phương ba đời, tận cùng hư không pháp giới, sắp thị hiện nhập Niết Bàn, và các bậc hữu học vô học trong hàng thanh văn chuyên giác Bồ Tát, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều thỉnh cầu đừng nhập Niết Bàn, xin hãy trụ thế trải qua số kiếp nhiều như vi trần tại tất cả các cõi Phật để làm lợi lạc cho chúng sinh. Tôi cứ thỉnh cầu như thế,
dù cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, những hạnh trên Phật thường trụ ở đời của tôi không bao giờ chấm dứt, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhầm chán mệt mỏi. Lại nữa, này thì nam tử, hành nguyện tinh tấn tu học theo Phật có nghĩa như thế này. Đức Phật, như Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ở thế giới Ta Bà này từ khi mới phát tâm, đã tinh tấn không lùi, từng đem vô số thân mạng thực hành hạnh bố thí, từng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, chích máu làm mực, để biên chép kinh điển, chất cao như núi Tu Chi, vì tôn trọng chánh pháp mà thân mạng cũng còn không tiếc, huống chi là ngôi vua, cùng những thứ tùy thuộc các như cung điện, phường trần hay thành ấp, xóm làng. Đã thế Ngài còn chịu đựng khó nhọc để làm những việc khó làm, cho đến thành đạo ở của cây Bồ Đề, thì hiện nhiều thứ thần thông, nhiều sự biến hóa, nhiều thân Phật, ở nhiều chúng hội, như ở đạo tràng của chúng hội Bồ Tát, gồm tất cả chư vị Bồ Tát lớn, hoặc ở đạo tràng của chúng hội gồm hạng Thanh Văn và Duyên Giác, hoặc ở đạo tràng của chúng hội gồm Chủ Lôn Thánh Vương, các tiểu vương và quyến thuộc, hoặc ở đạo tràng của chúng hội gồm Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả và Cư Sĩ, cho đến ở đạo tràng của chúng hội gồm tám bộ chúng, người và chẳng phải người, vân vân. Ở nơi nhiều chúng hội như thế, Đức Phật dùng âm thanh viên mãn như sấm vang, tùy theo chúng sinh vui thích pháp gì, Ngài đều làm cho họ đều được thành tục, cho đến khi Ngài thể hiện nhập Niết Bàn. Ở tất cả những đạo tràng như thế, tôi đều xin theo Phật tu học. Trước Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hôm nay như vậy, mà trước tất cả các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong tất cả cõi Phật ở khắp mười phương ba đời, tầng cùng hư không pháp giới cũng đều như vậy. Trong mỗi niệm tôi đều xin theo Phật chư Phật tu học. Dù cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, nhân hành tinh tấn tu học theo Phật của tôi không bao giờ chấm dứt, niệm niệm đối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì nam tử, hành nguyện hàng thuận chúng sinh có nghĩa như thế này. Trong tất cả các cõi ở khắp mười phương tận cùng hư không pháp giới, có các loài chúng sinh xa khác nhau, như đoạn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh, hoặc có các loài nương nơi đất, nước, gió, lửa mà sinh sống, hoặc có các loài nương nơi hư không và cỏ cây mà sinh sống. Rất nhiều chủng loại, rất nhiều sắc thân, rất nhiều hình trạng, rất nhiều tướng mạo, rất nhiều thọ lượng, rất nhiều tộc loại, rất nhiều danh hiệu, rất nhiều tâm tính, rất nhiều tri kiến, rất nhiều ham thích, rất nhiều hư tư tưởng, rất nhiều ai nghi, rất nhiều thứ y phục, rất nhiều thức ăn uống, cư trú ở rất nhiều xóm làng, thành ấp, cung điện cho đến tám bộ chúng, người và chẳng phải người, hoặc không có chân, hoặc có hai chân, bốn chân, có nhiều chân, có hình sắc hay không có hình sắc, có tư tưởng hay không có tư tưởng, chẳng phải có tư tưởng hay chẳng phải không có tư tưởng. Đối với tất cả các loài khác nhau như thế, tôi đều uyển chuyển tùy thuận để phụng sự và cúng dưỡng, như kính cha mẹ, như thờ sư trưởng, cho đến các bậc A-la-hán hay các đức Như Lai, không có gì khác biệt. Đối với người bệnh, tôi sẽ là lương y. Người bị lạc lối, tôi sẽ chỉ cho con đường ngay chính. Ở trong đêm tối, tôi sẽ là ánh sáng. Người nghèo khổ, tôi sẽ giúp cho được của báu. Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh một cách bình đẳng như thế đó. Vì sao? Vì Bồ Tát nếu thuận chúng sinh, thì tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu tôn trọng và phụng sự chúng sinh, thì tức là tôn trọng và phụng sự chư Phật. Nếu làm cho chúng sinh hoan hỷ, tức là làm cho chư Phật hoan hỷ. Vì sao? Vì chư Phật ấy lấy tâm đại bi làm thể tánh. Bởi có chúng sinh mà phát khởi tâm đại bi, bởi có tâm đại bi mà phát sinh tâm bồ đề, bởi có tâm bồ đề mà thành vật đẳng chánh giác. Ví như giữa vùng sa mạc mênh mông có một cây đại thọ, nếu rễ hút được nước thì cành lá, hoa trái sẽ tươi tốt xum xuê. Cây bồ đề ở trong biển sinh tử mênh mông cũng giống như vậy. Tất cả chúng sinh là rễ của cây, chư Phật, chư Bồ Tát là hoa trái của cây, lấy nước đại bi làm để ích cho chúng sinh, thì sẽ thành tựu được hoa trái trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sinh, thì sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề vô thượng. Bởi vậy Bồ Đề là thuộc về chúng sinh, nếu không có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát đều không thể thành tựu quả vị Bồ Đề vô thượng. Này thì nam tử, về ý nghĩa của hành hàng thuận chúng sinh này, ông nên hiểu như vậy.
đem tâm bình đẳng đối với chúng sinh thì thành tựu được tâm đại bi một cách viên mãn. Đem tâm đại bi tùy thuận chúng sinh thì thành tựu được công đức cúng dường chư Phật. Cứ như thế đó mà Bồ Tát tùy thuận chúng sinh, dù cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền đạo chúng sinh hết, nhưng hành tùy thuận của tôi không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Lại nữa này thì nam tử, hành nguyện hồi hướng đến khắp tất cả có nghĩa như thế này. Từ hành nguyện đầu tiên là kính lễ chư Phật cho đến hành nguyện thứ chín là tùy thuận chúng sinh, có được bao nhiêu công đức, thấy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong khắp cõi hư không pháp giới, xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui, không bị các bệnh khổ. Muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu, chánh chấu. Đóng chặt tất cả các cánh cửa đi vào nẻo ác, mở bày con đường chân chánh dẫn đến trời người và niết bàn. Nên các chúng sinh vì chứa nhiều nghiệp ác nên phải chịu cảm quả báo đau khổ nặng nề. Tôi đều xin chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát, cho đến lúc cuối cùng thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Cứ như thế Bồ Tát tu hành hồi hướng, dù có hư không hết, có chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, nhưng hành hồi hướng của tôi không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nối nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Này thì nam tử, đó là 10 hành nguyện lớn đầy đủ trọn vẹn của các vị Bồ Tát lớn. Nếu các vị Bồ Tát khéo tu tập theo 10 hành nguyện ấy thì có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, mà cũng là thuận theo đạo quả Bồ Đề do thượng, thành tựu viên mãn các hành nguyện rộng lớn như biển của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì vậy cho nên, này thì nam tử, ông nên hiểu rõ ý nghĩa của việc tu tập 10 hành nguyện ấy như thế này. Đã có người thiện nam hay thiện nữ nào dùng 7 thứ báu, trước trân bảo kỳ diệu nhất về các thứ vui sướng thù thắng nhất của các cõi trời và người trong tất cả thế giới, nhiều như vi trần ở vô lượng vô biên cõi Phật khắp 10 phương, để bố thí cho chúng sinh cũng ở gần ấy thế giới, cúng dường lên chư Phật và Bồ Tát cũng ở gần ấy thế giới, đã qua số kiếp nhiều như vi trần ở gần ấy cõi Phật, cứ liên tục bố thí cúng dường như thế, không gián đoạn, được bao nhiêu công đức. Nếu đem so sánh với công đức của một người chỉ được nghe qua một lần 10 hành nguyện rộng lớn này, thì công đức của người thiện nam hay thiện nữ ở trước không bằng 1%, 1/1000 công đức của người sau, cho đến 1/1 Upanishad-a cũng không bằng. Lại nếu có một người đem lòng tin sâu xa mà thọ trì đọc tụng 10 hành nguyện rộng lớn ấy, thậm chí chỉ biên chép một bài kệ 4 câu, tức khác có thể diệt trừ 5 nghiệp vô chán, bao nhiêu khổ não cũng như bệnh hoạn thuộc về thân tâm trong thế gian, cho đến tất cả nghiệp ác nhiều như số vi trần ở cõi Phật đều được tiêu trừ. Tất cả các loài ma quân, quỷ dạ xoa, quỷ la sát hoặc các loài quỷ thần hung dữ chuyên ăn thịt uống máu như cưu bàn trà, tỳ xá xà, bồ đa, vân vân, ta đều phải tránh xa, hoặc nếu gần gũi thì phát tâm bảo hộ. Vì vậy cho nên, người đọc tụng 10 hành nguyện này nếu đem thực hành trong thế gian sẽ không bị chướng ngại như mặt trăng ra khỏi đám mây mù, được chư Phật và Bồ Tát khen ngợi, tất cả người trời người đều nên kính lễ, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường. Người thiện nam ấy sẽ có được thân người với đầy đủ công đức của Bồ Tát Phổ Hiền và chẳng bao lâu sẽ đồng như chư Bồ Tát Phổ Hiền, nhanh chóng thành tựu, sắc thân vi diệu, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Nếu người ấy sinh trong cõi người hoặc cõi trời, sẽ ở vào dòng tộc cao quý nhất, có thể phá trừ tất cả việc ác, xa lánh tất cả bạn ác, chế ngự tất cả ngoại đạo, giải thoát tất cả phiền não, như sư tử chúa, xua đuổi muôn thú. Người ấy sẽ thọ nhận tất cả sự cúng dường của chúng sinh. Lại nữa, người này đến lúc lâm chung, trong sát na cuối cùng, tất cả các căn đều hư rã, tất cả quyến thuộc đều xa lìa, tất cả uy thế đều tiêu mất. Tất cả đại thần, quan tướng, cung điện, thành quách trong ngoài, xe cộ voi ngựa, kho tàng cho báu, vân vân, đều không đem theo. Chỉ có 10 hành nguyện rộng lớn này là chẳng xa rời, luôn luôn ở trước dẫn đường. Trong khoảnh khắc người ấy liền được phản sinh về thế giới cực lạc. Đến đó rồi liền được thấy Đức Phật A-di-đà, Đức Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Bồ-Tát Phổ Hiền, Đức Bồ-Tát Quán Tự Tại, Đức Bồ-Tát Di Lặc, vân vân. Các vị Bồ-Tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ, cùng đứng vây quanh, người ấy tự thấy mình sinh trong hoa sen, được Phật thọ ký. Sau khi đã được Phật thọ ký,
trải qua trăm ngàn vạn ức đã do tha kiếp. Ở khắp vô số thế giới trong mười phương, người ấy dùng sức trí tuệ thuận theo tâm chúng sinh mà làm lợi ích cho tất cả, rồi chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, hàng phục ma quân, thành bậc đẳng chánh giác, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, khiến cho chúng sinh trong số thế giới nhiều như vi trần thuộc cõi Phật ấy đều phát tâm Bồ Đề, tùy theo căn tánh của họ mà giáo hóa thuần tục cho đến vô số kiếp ở đời vị lai. Đức Phật ấy cũng đều làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sinh như vậy. Này thì nam tử, các chúng sinh kia hoặc được nghe hoặc tin chắc vào 10 hạnh nguyện rộng lớn này mà thọ trì độc tụng và giảng nói rộng rãi cho mọi người được nghe biết, thì công đức ấy ngoài Đức Phật Thế Tôn ra không ai có thể biết hết được. Vì vậy cho nên khi quý vị nghe được 10 hạnh nguyện rộng lớn này rồi thì không nên sinh lòng ngờ vực, mà hãy chí thành thọ nhận. Thọ nhận rồi thì nên đọc, đọc rồi thì nên thuộc, thuộc rồi thì nên thường xuyên hành trì cho đến biên chép giảng nói. Những người làm được như vậy thì chỉ trong một niệm các hạnh nguyện đều thành tựu, được phước đức vô lượng vô biên, có thể cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ lớn đầy phiền não và đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Lúc bấy giờ, Đức Bồ Tát lớn Phổ Hiền muốn tuyên thuyết lại ý nghĩa của 10 hạnh nguyện rộng lớn này, bèn quan sát khắp mười phương, rồi nói cả rằng: đối trước chư Phật cả ba đời, trong các thế giới khắp mười phương, tôi đem thân miệng ý thanh tịnh, kính lễ cung cấp không bỏ sót. Nhờ sức oai thần hạnh Phổ Hiền, hiện thân khắp trước các Như Lai, một thân lại hiện vô số thân, mỗi thân kính lễ vô số Phật. Vô số Phật trong một phi trần đều ngự giữa chúng hội Bồ Tát, cùng khắp pháp giới cũng như vậy, lòng tin chư Phật đều đầy đủ. Tôi dùng tất cả biển âm thanh nói lời hay đẹp dân cùng khắp, khen ngợi Phật công đức sâu dày mãi đến đời vị lai vô tận. Tôi dùng các thứ trang nghiêm nhất như các loại tràng hoa mỹ diệu, âm nhạc tàn lộng cùng đèn đuốc, y phục tốt đẹp, hương thơm nhất, hương xoa, hương bột và hương sông, tất cả vật phẩm đều trân quý, đều chất cao như núi Tu Chi, thể đều dân cúng dường chư Phật. Giờ nơi trí hiểu biết rộng lớn, tin sâu chất chư Phật ba đời, và nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền, tôi cúng dường cùng khắp chư Phật. Đã lâu tôi tạo nhiều nghiệp ác đều từ thân miệng ý phát sinh, do tham sân si từ vô thủy, hôm nay tôi đều xin sám hối. Tất cả công đức của chúng sinh, hữu học vô học thuộc hai thừa, và chư Phật Bồ Tát mười phương, bao nhiêu tôi đều xin tùy hỷ. Các bậc đạo sư khắp mười phương, ngay từ lúc mới thành chánh giác, tôi đều đem lòng thành kính thỉnh, xin chuyển bánh xe pháp nhiệm màu. Chư Phật muốn thị hiện niết bàn, tôi đều đem lòng thành kính thỉnh, xin trụ thế mãi vô số kiếp, hóa độ cho tất cả chúng sinh. Phước đức thiện căn do ngợi khen, kính lễ cúng dường và tùy hỷ, sám hối thỉnh trụ thế thuyết pháp, hồi hướng chúng sinh cùng Phật đạo. Tôi theo chư Phật sinh tu học, thực hành trọn vẹn hạnh Phổ Hiền, cúng dường chư Phật thời quá khứ, chư Phật hiện tại khắp mười phương, cùng khắp chư Phật đời vị lai, tất cả chí nguyện đều viên mãn. Tôi nguyện theo Phật cả ba đời, mau chóng thành tựu quả chánh giác. Tất cả thế giới khắp mười phương rộng lớn thanh tịnh và trang nghiêm, chư Phật ngồi nơi cội Bồ Đề, chúng hội đều vây quanh đông đủ, xin cho chúng sinh khắp mười phương tiêu trừ lo khổ, thường an vui, được nhiều lợi lạc nhờ chánh pháp, dứt sạch phiền não không còn thừa. Khi tôi tu tập đạo Bồ Đề, biết được kiếp trước trong các nẻo, thường được xuất gia tu tịnh giới, không dơ, không lỗi, không rơi lọt. Chúng sinh có bao nhiêu ngôn ngữ, rồi rồng dạ xoa cơ bàn trà, cho đến người và chẳng phải người, tùy từng ngôn ngữ tôi nói pháp. Xuyên tu hành thanh tịnh rốt ráo, gìn giữ không mất tâm Bồ Đề, diệt trừ sạch cấu ế tội chướng, thành tựu tất cả mọi hạnh lành. Ngay trong thế gian được giải thoát, phiền não nghiệp chướng và cảnh ma, giống như hoa sen không dính nước, trời trăng không đứng ở hư không. Diệt trừ khổ đau nơi đường dữ, cho vui bình đẳng khắp chúng sinh, như thế trải qua vô số kiếp, lợi ích mười phương không tận cùng. Tôi thường tùy thuận các chúng sinh cùng tận vị lai vô số kiếp, tu tập hạnh
phổ hiền rộng lớn, viên mãn quả vô thượng bồ đề. Nguyện cầu tất cả bạn đồng tu ở khắp mọi nơi đều tụ hội, nghiệp thân biệt ý đều như nhau, tất cả hạnh nguyện cùng tu học. Các thiện tri thức từng giúp tôi, dạy bảo cho tôi hành phổ hiền, xin cùng tôi thường xuyên tụ hội. Đối với tôi, tâm luôn hoan hỷ, xin thường được diện kiến chư Phật, cùng bao Phật tử vây quanh Phật. Tôi đều xin cúng dường mọi thứ, tận cùng vị lai không mệt mỏi. Nguyện giữ gìn Phật Pháp nhiệm màu, tuyên dương tất cả hạnh giác ngộ, tu tập suốt các kiếp vị lai, đối ráo hạnh phổ hiền thanh tịnh. Ở trong tất cả các cõi, tôi ở trong tất cả các cõi, phước trí cùng tu không ngừng nghỉ, định tuệ phương tiện và giải thoát, được kho tàng công đức vô biên. Một phi trần có vô số cõi, trong mọi cõi có vô số Phật, mỗi Đức Phật ở giữa chúng hội, thường hằng diễn giảng hạnh bồ đề, các quốc độ cùng khắp mười phương, mỗi đầu sợi lông đủ ba đời. Phật cùng quốc độ nhiều vô số, trải vô số kiếp tôi tu hành. Lời nói chư Phật đều thanh tịnh, một lời gồm đủ mọi âm thanh, tùy theo tiếng nói của chúng sinh, đều nghe hiệu pháp âm của Phật. Tất cả chư Phật trong ba đời đều dùng biển ngữ ngôn vô tận, hàng chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, do trí tuệ tôi đều biết rõ. Tôi vào sâu suốt đời vị lai, vô số kiếp thu vào một niệm, có bao nhiêu kiếp trong ba đời, trong khoảng một niệm tôi vào khắp, tất cả chư Phật trong ba đời. Trong một niệm tôi liền thấy rõ, lại thường vào trong cảnh giới Phật, như huyễn giải thoát và uy lực. Vô số sợi lông trong mười phương, nơi một đầu sợi lông nhỏ ấy xuất hiện Đức Phật cả ba đời, tôi đều vào chuyên tu nghiêm tịnh. Có bao nhiêu Phật đời vị lai, thành đạo thuyết pháp độ chúng sanh, Phật sự viên mãn nhập Niết Bàn, tôi đều thân cận siêu tu học. Sức thần thông biến khắp mau chóng, sức đại thừa và khắp pháp môn, sức công đức khắp tu trí hạnh, sức đại từ oai thần che khắp, sức phước báo nghiêm tịnh khắp nơi, sức trí tuệ không còn chấp trước, sức định tuệ phương tiện oai thần, sức hay tích tụ giống bồ đề, sức làm thanh tịnh các nghiệp lành, sức phá trừ tất cả phiền não, sức hằng phục tất cả chướng ma, sức viên mãn các hạnh phổ hiền, làm nghiêm tịnh khắp các quốc độ, giải thoát cho tất cả chúng sinh, thâu suốt nghĩa sâu xa giáo pháp, vô tận cùng biển sâu trí tuệ. Tu mọi công hạnh đều thanh tịnh, tất cả chí nguyện đều viên mãn, thân cần cúng dường khắp chư Phật, vô số kiếp tu hành không mỏi. Tất cả chư Phật trong ba đời từng tu các hạnh nguyện tối thượng, tôi đều cúng dường tu viên mãn, theo hành phổ hiền đến giác ngộ. Tất cả chư Phật có trưởng tử, danh hiệu Ngài xưng gọi phổ hiền, nên tôi hồi hướng các căn lành, nguyện trí hành như Ngài không khác. Nguyện thân người ý luôn thanh tịnh, các hành quốc độ cũng như vậy, trí tuệ như thế xưng phổ hiền, tôi nguyện giống như Ngài không khác. Tôi tu hành phổ hiền thanh tịnh, cùng nguyện lớn của Đức Phân Thù, sự nghiệp ấy trọn thành không sót, hết kiếp vị lai không mệt mỏi. Tôi tu hành pháp môn vô lượng, có được công đức nhiều vô lượng, an trú trong hành nghiệp vô lượng, thấu suốt tất cả sức thần thông. Trí tuệ đức dân thù dũng mãnh, tuệ hành đức phổ hiền cũng vậy. Tôi nay hồi hướng các căn lành, nguyện luôn theo các ngài tu học. Chư Phật ba đời đều khen ngợi, đó là nguyện lớn không gì hơn. Tôi nay hồi hướng các căn lành, nguyện được hạnh phổ hiền thù thắng. Tôi nguyện khi đến phúc lâm chung, rửa sạch tất cả các chướng ngại, trước mắt thấy Phật A Di Đà, để được vãng sanh cõi cực lạc. Khi đã vãng sanh về cõi ấy, tôi liền thành tựu nguyện lớn này, hoàn toàn đầy đủ không thiếu sót, làm đại lạc tất cả chúng sinh. Chúng hội cực lạc đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen báu sinh ra, liền thấy Đức Phật vô lượng quang, thật ký cho tôi quả bồ đề. Mong nhờ ơn Phật thọ ký rồi, tôi hóa thân nhiều vô số kể, trí tuệ rộng lớn khắp mười phương, lợi ích chúng sinh khắp các cõi. Cõi hư không và cõi chúng sinh, nghiệp và phiền não có thể hết, nhưng bốn thứ ấy không cùng tận, hạnh nguyện của tôi cũng vô tận. Có người đem cho báu trang nghiêm, cúng dường Phật ở khắp mười phương, phẩm vật thắng diệu thí trời người, như thế trải qua vô số kiếp. Có người được nghe nguyện vương này, một lần qua tay sinh chánh tĩnh, lòng khao khát cầu quả bồ đề, được công đức trội hơn người trước. Người đó rời xa ác tri thức, thoát khỏi tất cả các đường dữ, mau chóng thấy Phật vô lượng quang,
đầy đủ nguyện phổ hiền tối thắng. Người đó được thọ mạng lâu dài, sinh vào loài người được tự tại, thời gian không lâu sẽ thành tựu, hành nguyện rộng lớn như phổ hiền. Từ vô thủy do không trí tuệ, từng tạo đâm tội nặng vô gián, trì tụng nguyện lớn phổ hiền này, một niệm tự nghiệp đều tiêu diệt. Giống nòi dòng họ cùng chúng mạo, hình tướng trí tuệ đều viên mãn, ác mê ngoại đạo không phá hoại, nhân sự cúng dường trong ba cõi. Liền đến ngồi của cây bồ đề, hàng phục hết tất cả chúng ma, thành bậc chánh giác nói diệu pháp, là lạc khắp tất cả quần sinh. Nếu đọc tụng thọ trì chịu nói, mười hành nguyện lớn phổ hiền này, quả báo chỉ có Phật chứng biết, quyết định thành tựu đạo bồ đề. Nếu trì tụng nguyện phổ hiền này, tôi nói chỉ phần nhỏ căn lành, trong một niệm trọn đầy công đức, hoàn thành nguyện thanh tịnh chúng sinh. Hành phổ hiền thù thắng của tôi, phước báo chư biên đều hồi hướng, cho khắp chúng sinh đang chìm đắm, nguyện mau vãng sinh về cực lạc. Lúc Đức Bồ Tát lớn phổ hiền ở trước Phật nói bề kệ hành nguyện phổ hiền rộng lớn thanh tịnh này xong, thì tại đồng tử vui mừng không xiết, tất cả chúng Bồ Tát cũng đều hoan hỷ. Đức Phật khen rằng, lành thay, lành thay. Bấy giờ, Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn cùng các bậc thánh Bồ Tát diễn, Bồ Tát lớn, giờ nói pháp môn thù thắng về cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy. Đức Bồ Tát Văn Thù là thượng thủ trong chúng Bồ Tát lớn, và 6.000 vị tỳ kheo do Ngài giáo hóa. Đức Bồ Tát Di Lặc là thượng thủ trong hàng Bồ Tát lớn ở hiền kiếp. Đức Bồ Tát Vô Cấu Phổ Hiền là thượng thủ trong hàng Bồ Tát lớn một đời thành Phật, đang trú ở địa vị khoáng đảnh. Và tất cả chúng Bồ Tát lớn, nhiều như số vi trần ở tất cả các quốc độ trong các thế giới khắp mười phương, đến tụ hội. Các vị tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân là thượng thủ trong chúng thanh văn, các bậc chúa tể trong hàng trời người, cùng các hàng trời rồng dạ xoa, cả tất bà Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hồ La Già, người, chẳng phải người, vân vân. Tất cả đại chúng, nghe Phật dạy đều rất vui mừng, đồng tin nhận và nguyện hành trì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Phổ Hiền Hành Nguyện.